Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy băm cỏ 1.5 kW. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem bên trong hệ thống lưỡi dao như thế nào nha. Đây là phía bên trong máy cùng hệ thống lưỡi dao. Đây là lưỡi dao test đặc rất là sắc bén. Bây giờ chúng ta sẽ test những nguyên vật liệu như là cây chuối, bèo, rau muống và băm cỏ, xem thử chiếc máy này có thể băm ra như thế nào nha. Ngoài ra thì các bạn có thể băm phía trên bờ ao xuống trực tiếp xuống dưới hồ cho cá ăn, thì các bạn có thể mở nắp của chiếc máy này ra và băm trực tiếp cho nó rớt xuống thẳng dưới ao. Bây giờ tôi sẽ test như vậy. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con. Thank you.
Vâng, và đây là thành phẩm sau khi chúng ta băm cùng với chiếc máy băm cỏ 1.5 kW. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thử thêm một dòng máy khác của hiệu Takeo này, đó là chiếc máy băm cỏ 1.1 kW. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.